Sáng 11 tháng 3 năm 2024, tại thủ đô Wellington, lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân đã được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội New Zealand với nghi thức truyền thống chào đón thượng khách của dân tộc Maori và 19 loạt đại bác, thể hiện nghi thức chào đón cao nhất dành cho người đứng đầu chính phủ. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chủ trì lễ đón. Lễ đón được mở đầu bằng màn múa đón khách quý mang đậm nét văn hóa truyền thống của các chiến binh Maori. Lễ đón đặc biệt với sự đồng thời có mặt của Chủ tịch Quốc hội New Zealand. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham gia nghi thức Hongji, tức là chạm mũi, một nét đặc trưng của người Maori khi chào đời. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến New Zealand của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trên cương vị người đứng đầu chính phủ và cũng là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu chính phủ nước ngoài tới New Zealand trong nhiệm kỳ mới của Thủ tướng Christopher Luxon. Sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã tiến hành hội đàm để thống nhất phương hướng làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand, kim ngạch thương mại 2 triệu năm 2023 đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ. New Zealand có 52 dự án đầu tư với tổng số vốn 208,35 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 39 trên 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand có khoảng trên 10.000 người, là cầu nối quan trọng trong quan hệ hai nước. Trong chuyến thăm New Zealand lần này, Thủ tướng Chính phủ sẽ hội kiến, hội đàm với các lãnh đạo cấp cao của New Zealand để trao đổi về các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương, trong đó thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, truyền thống như thương mại, đầu tư, đặc biệt là hợp tác về lao động, giáo dục đào tạo, nông nghiệp.